Xin chào anh em, trên tay của mình là chiếc Acer ROG Phone 9, đối thủ của em Red Magic 10 Pro. Đây. Cả hai con thì đã về tới Mobile City và hiện tại đều đang bán hàng bình thường rồi anh em nhé. Mình có bán trên cả Shopee nữa và giá Shopee ấy là đã bao gồm full bảng vàng 12 tháng. Anh em lưu ý nha, những ngày sale này anh em add mã vào thì giá rất là ok. Rồi, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về những cái tính năng gaming của chiếc Acer ROG Phone 9 để xem là nó sẽ khác gì so với cả máy phổ thông này và liệu có cạnh tranh được so với cả chiếc Red Magic 10 Pro hay không nhá. Bắt đầu video. Ok, rồi, đây. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua về cái game space của Acer ROG Phone 9. Nó sẽ là cái Armoury Crate anh em nhé. Ok, đây. Thì anh em sẽ có 3 chế độ cho máy, bao gồm là chế độ siêu bền này, tiết kiệm pin, cái này mình Việt hóa rồi anh em nhé. Động thì sẽ là cân bằng, còn chế độ X thì sẽ là chế độ hiệu năng mạnh nhất của chiếc Acer ROG Phone 9. Đây, ở chế độ X thì anh em sẽ có tốc độ làm mới này, chip chiếc các thứ nó sẽ mạnh hơn, động nó sẽ giảm bớt này. Đấy, siêu bền lại càng giảm này, nó thiên về độ bền của pin. Để mà chơi game ngon thì anh em cứ để chế độ X nha. Ở phía bên dưới thì anh em sẽ có cái phần chỉnh Anime Vision, tức là cái phần đèn phía sau. Hôm trước thì mình cũng nói về cái phần này rồi. Nói chung là anh em sẽ hiển thị được khá là nhiều thứ. Ví dụ như là đồng hồ này, phần trăm pin này, tình trạng sạc này, dùng để đếm ngược khi mà chụp ảnh. Hoặc là anh em hiển thị một hình vẽ bất kỳ nha. Phía dưới thì anh em sẽ tùy chỉnh được về cái game. Mình ví dụ đi. Đây, anh em có thể tùy chỉnh được là nó sẽ full màn hình hay không, hoặc là cân đối để lại hai viền đen trên dưới. Đấy, tùy anh em lựa chọn nhé. Đây sẽ là cái tính năng để mà kết hợp với cả cái sò lạnh của ROG Phone này. Còn đây, để mà thêm game vào thì anh em chuyển sang phần bên này nhé. Đấy, rồi thêm như bình thường thôi. Mình cũng thêm sẵn rồi. Và ở mỗi tựa game này, anh em sẽ được lựa chọn chế độ X hoặc là động hoặc là cân bằng. Đó. Thôi cứ để X đi. Rồi mình sẽ vào trong game để mà sâu kỹ hơn cho anh em những cái tính năng gaming nha. Ok, để mà mở những tính năng gaming của ROG Phone 9 ấy, anh em vuốt từ góc màn hình xuống nhá. Bên phải cũng được này, hoặc là bên trái cũng ok anh em nhá. Thì mình sẽ đi lần lượt thôi. Đấy, vào trong game thì anh em cũng chỉnh được 3 chế độ, bao gồm là X mode này, balance với cả là tiết kiệm pin, tùy anh em nhé. Mình sẽ đi phía bên phải trước này, rất nhiều tính năng hay nha. Rồi, kéo xuống này. Đầu tiên sẽ là Xen thì là một cái chế độ như kiểu AI của Acer, thì tùy một số tựa game nhé, nó sẽ hỗ trợ tự động nhặt đồ này, tự động chạy này, tăng tốc trò chuyện các thứ này. Đấy, nhưng mà phải tùy game mới áp dụng anh em nhé. Tiếp theo, AI Grabber, tức là tính năng dịch nhanh trong game. Đấy. Ví dụ là anh em đang chơi game có cái đoạn văn bản nào mà không biết ấy, thì anh em vuốt xuống bật lên, nó sẽ dịch theo vùng này. Anh em thấy chưa? Đó. Để mình thử nhé. Nhưng mà hiện tại đang để game là tiếng Việt rồi. Đó. Chả tiếng Anh để mà dịch. Mới cả mặc định con này thì cũng không hỗ trợ tiếng Việt, nên là thử xem nào. Đây, nó cũng phát hiện được ra tiếng Việt này, sao chép rồi tìm trên web. Tiếp theo, anh em sẽ có macro, tức là sao? Anh em có thể kết hợp một combo phím lại thành một phím duy nhất nhé. Mình ví dụ này. Đó. Mình sẽ tạo một cái combo là đánh 2 lần và nhảy một phát, rồi lướt. Bấm này. 1, 2, nhảy, lướt. Ok. Kết thúc. Mình sẽ lưu nó thành combo 1 đi. Rồi, thì đây, mình sẽ có phím combo 1 ở đây nhé. Anh em nhìn này, khi mình bấm một nút này, nó như kiểu là auto click ấy anh em. Nó sẽ chạy liên tục nhé. Anh em có thể tùy chỉnh được nhiều thứ. Đây này, anh em tùy chỉnh được này, số lần lặp lại này. Đây, hoặc là mình có thể thêm hai combo lận anh em nhé, tức là mix hai cái với nhau. Rất tiếc là không có kiểu chia từng cái ra nhỉ. Mình thấy chia từng cái ra hay mà. Nó chỉ có một cái thôi, hơi buồn. Rồi, tiếp theo. Chúng ta sẽ có
tránh bị chạm cảm ứng nhầm này. Đấy, thì anh em sẽ lựa chọn được là cái vùng này to hay bé để tránh bị chạm nhầm vào, đơn giản vậy thôi. Kiểu như anh em cầm vào nó hay bị tì tay vào góc ấy. Tăng tốc này, rồi quay phim màn hình này. Đấy, những cái này cơ bản thì mình sẽ bỏ qua nha. Chế độ PPI sẽ là cửa sổ nổi thôi, không có gì cả. Đấy, cơ bản thôi. Ánh xạ rung tức là sao? Anh em sẽ setting được đó là khi mà anh em chạm vào một vùng trên màn hình ấy thì nó sẽ rung. Đấy, ví dụ anh em thích đánh ấy, nó phải rung đúng không? Thì ok. Rồi, khi nào anh em chạm vào đây nhá, nó sẽ rung. Còn chạm chỗ khác thì không rung, được chưa? Tiếp tục này. Anh em sẽ có chữ thập tức là sao? Trên màn hình sẽ luôn hiển thị một cái hồng tâm để giúp anh em chơi game bắn súng các thứ nha. Nó cái này thì giống Red Magic rồi. Ok chưa? Luôn có một cái hồng tâm giữa màn hình. Điều khiển nhanh. Rồi, anh em sẽ tạo một cái phím này để khi mà anh em bấm vào ấy, nó sẽ làm một số tác vụ. Mình ví dụ là cái phím 1 của mình nhá. Mình đang để là chụp ảnh màn hình. Ví dụ anh em chơi game mà có highlight gì đấy, anh em bấm vào chụp luôn, rất tiện đúng không? Mình sẽ thêm một phát nữa này. Sẽ có khóa cảm biến với cả ghi màn hình nhá. Hoặc là anh em gắn vào một cái macro key cũng được. Đấy, tức là anh em đây, gắn nó vào combo 1 nha. Đây, phím 2 này. Cái này dùng mới ngon này. Bấm 2 thì sẽ là combo 1, được chưa ạ? Anh em có thể tạo nhiều combo và tạo ra nhiều phím khác nhau, rất tiện nhé. Ok, quay trở lại một chút cái phần Air Trigger này. Đấy, cái trigger của RG Phone 9 rất là hay nha. Bật lên. Rồi, chạm trái phải thì rất là dễ hiểu rồi. Tuy nhiên anh em lưu ý này, nếu mà anh em chạm nhẹ quá kiểu chạm hở ấy, thì nó sẽ không nhận nhá. Anh em sẽ phải hơi lực nhẹ một chút, như kiểu cảm ứng lực vậy. Đó. Đây này, mình chạm vào thì không cảm ứng nhá. Ấn vào. Ok chạm. Mình thì mình không thích, mình thích kiểu chạm nhạy như kiểu Red Magic cơ. Tùy quan điểm anh em nhé. Và mỗi phím bấm này, anh em sẽ lựa chọn này. Các nút phân vùng kép tức là sao? Đây, nó sẽ là có hai phím riêng biệt anh em ơi. Đấy, bên trái một nút, bên phải một nút anh em nhé. Tại vì trigger của RG Phone thì khá là rộng, khá là dài, nó sẽ chia thành hai nút khác nhau. Vuốt này. Đấy, anh em vuốt trái sẽ là một chức năng, vuốt phải sẽ là một chức năng. Trượt ngang, đây. Cái này rất giống so với cả cái phím chụp ảnh của iPhone 16 này. Anh em thấy không? Chạm vào này, xong vuốt thì nó sẽ sang trái hoặc sang phải. Một số phần mềm sẽ áp dụng được cái trigger này nhé. Trượt dọc thì cũng thế thôi, nhưng mà nó sẽ là chuyển sang dọc. Đấy. Anh em vẫn vuốt thành ngang nhé. Ý là chức năng sẽ thay đổi cho một cái con trượt dọc. Điều khiển kép đây, thì anh em sẽ vừa có chạm này. Đấy, vừa có chạm này, vừa có vuốt. Ba chức năng. Đây, hoặc là cũng vừa chạm này, vừa chạm xong vừa trượt này. Đấy, hai chức năng. Rồi, hai phím trái phải là như nhau nha. Anh em sẽ có tùy chỉnh thêm một chút này. Đây, nó có rung hay không? Được chưa? Tức là anh em bấm vào nó sẽ rung ấy, để cảm nhận được. Không là không biết đâu. Ngón tay thư giãn này, bấm vào thì anh em sẽ không cần phải tay sẽ không cần phải cho ra khỏi cái này. Tay mình luôn chạm trên màn hình này. Tay mình luôn chạm vào trigger này, nhưng mà vẫn bấm được nhé. Tay mình không phải nhấc ra ấy, anh em. Rồi, quay trở lại game. Phía bên trái đi, anh em sẽ có gì? Anh em sẽ có tùy chỉnh nhanh tốc độ cảm ứng này. Thông tin thời gian thực tức là sao? Đây, anh em sẽ có một cái phía bên dưới này. Nó sẽ có đủ hết, bao gồm là CPU bao nhiêu phần trăm, GPU dùng bao nhiêu phần trăm pin, nhiệt độ và FPS là bao nhiêu. X-Capture thì sẽ là một cái tính năng quay phim màn hình, nhưng mà quay phim thông minh. Kiểu như là anh em sẽ chọn ra những cái đoạn highlight để quay ấy. Rồi sẽ có những tính năng chặn thông báo các thứ này, giảm tiếng ồn AI, khóa độ sáng màn hình này, cho thông báo của máy hiển thị theo chiều ngang, nó sẽ chạy theo chiều ngang. Đó.
và chế độ hình nền, tức là sao? Khi mà bật lên ấy anh em nhá, thoát ra khỏi game này thì game vẫn luôn chạy nha, nó sẽ không tắt game, được chưa? Tại vì nhiều máy là thoát ra ấy nó sẽ tắt. Nhìn đây, anh em nhìn này, nó sẽ thông báo luôn là Genshin Impact đang chạy, được chưa? Nó sẽ tốn pin nhưng mà dành cho anh em chơi game kiểu treo app ấy. Ok chưa? Ok, vừa xong thì mình đã show cho anh em những cái tính năng gaming của chiếc Acer AZ Fold 9. Nói chung là gaming phone ấy sẽ có nhiều tính năng hơn. Tuy nhiên mình thấy để mà trực quan thì mình vẫn thiên nhiều hơn về con Red Magic nhá. Tùy quan điểm anh em thôi. Tất nhiên là mỗi hãng thì sẽ có một vài tính năng mà độc quyền riêng. Ví dụ con này sẽ có trượt chiếc các thứ này, trigger trượt các thứ này, nó sẽ tiện hơn so với cả là trigger của Red Magic. Nhưng mình lại thích cái cảm giác chạm nhạy của trigger Red Magic hơn. Rồi anh em thấy sao về chiếc Acer AZ Fold 9? Anh em muốn mình test thêm gì cho em nó, hãy để lại comment phía bên dưới nhá. Và đừng quên, link mua tại Mobile City mình sẽ để dưới phần mô tả này, cộng với cả bình luận game. Và xin chào, bye bye.